xa tôi về phép, 24 giờ tìm người thương trong người thương. Chợt nghe quen từng viễn sỏi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ. Tâm tư làm mắt nên khi đúng mặt chuyện buồn dương gian lần mất, đưa ta đi về nguyên thủy loài người. Lời yêu khi muốn ngỏ vùng về ngôn ngữ tình làm băng dấu đôi tay. Bốn giờ đi dài thêm bốn vời đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi, người đi chưa đợi sáng đưa nhau cuối đường, sợ làm đêm vui trùng xuống. Thương quê hương và bé nhỏ tình này còn trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Ok. Quá chất lượng đúng không bác? Quá chất lượng luôn. À, bộ dàn karaoke em vừa test cho các bác đó là một combo karaoke trị giá là 10.300.000 các bác nhá. Thưa các bác là hôm nay combo karaoke em sẽ gửi về cho anh Cư ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã chuyển khoản đặt cọc trước bên Euro và anh bảo tham khảo với Euro rất là nhiều rồi, xem mấy năm nay rồi. Đấy, nhưng mà trước đến giờ anh vẫn dùng cái bộ karaoke âm ly và đôi loa của nhà anh. Đó, thì bây giờ anh muốn ủng hộ và thích bên Euro là ủng hộ một bộ dàn karaoke, nhưng mà anh tận dụng lại cái đôi loa của mình. Đấy, rất nhiều bác đợt này là sẽ gần Tết rồi, các bác là rất là máu mua, rất là thích mua. Đấy, tài chính nó vừa phải thì các bác sẽ chơi vừa phải. Đó, nhưng mà qua cái sự tư vấn của bọn em. Đấy, giả sử như cái con đẩy 4 kênh này chẳng hạn, vì sao mà em tư vấn cho các bác con đẩy 4 kênh, bởi vì là nhà anh Cư là anh bảo là nhà phòng anh rất là rộng, nó anh chơi một đôi loa sau anh muốn chơi một đôi loa to hoặc là có thể chơi súp hơi thì anh sẽ chơi con đẩy 4 kênh này. Đó, tức là bọn em tư vấn là ghép đến đâu để hay đến đó, sau là chỉ có nâng cấp thêm loa vào chứ không cần phải đổi thiết bị nữa. Đó, thì chính vì thế em nâng cấp cho anh chơi con đẩy 4 kênh này LA4800SA. Đấy, hàng đẩy bãi xịn và hàng chọn của bên hiệu Euro nha các bác nhá. Con đẩy này bán rất là chạy này. Thưa các bác là con đẩy bán rất là chạy LA4800SA. Đẩy này là sử dụng 48 sò các bác nhá. Công suất là 1100W một kênh, tức là 4 kênh sẽ là hơn 4000W. Đó. Công suất cực khủng, về sau các bác kéo súp hơi hoặc là loa nhà mình không cần phải đổi đẩy nữa. Đúng không ạ? Rất là nhằng nhằng. Đó. Combo karaoke hôm nay là combo karaoke không loa trị giá là 10.300.000. Em sẽ set up chuyển về thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho gia đình nhà anh Cư hát Tết các bác nha. Sẽ sử dụng full bộ karaoke hàng bãi gồm 3 thớt karaoke bọn em đã lựa chọn: một con đẩy 4 kênh 48 sò LA4800SA, một con vang số nó hàng bãi DCM1X của 3G Audio này, thương hiệu của Nhật Bản các bác nha. Đấy, thưa các bác là đây, cái mặt trước của nó sẽ có lớp tư bóng như này. Hàng chọn là như thế nào bọn em đấy, như con vang này em sẽ chọn, em vừa nột ra này, nó rất là mới, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, hàng bãi thì nó phải lựa chọn như này, chứ còn bãi thì đắt hay rẻ thì nó ở lô vỉ đẹp hay là xấu các bác nhá, vỉ và hình thức bên ngoài. Đó, các bác bỏ ra vài trăm thôi nhưng mà sẽ chơi được những cái bộ như thế này. Đấy, bộ mic BBS 380 của BBS đây, thương hiệu của Đức. Đó, tai mic cực kỳ đẹp. Tai mic nó sẽ có hai màu các bác nhá, một màu xanh này, một màu vàng, các bác có thể lựa chọn. Đấy, hai tai mic BBS đời của 380, đời rất là cao, 6 số tự ngắt các bác nhá, 6 số tự ngắt. Đấy, chất lượng âm thanh cực kỳ hay, các bác có thể là hát gia đình hoặc sự kiện đều ok nhá. Đấy, đẩy là thương hiệu của Anh Quốc, vang thương hiệu của Nhật Bản và
mic thương hiệu của Đức các bạn nhá. Combo karaoke hàng bãi xịn trị giá là 10 triệu 300 nghìn đồng. Và các bác sở hữu một bộ karaoke hay, ngon, ngon, bổ rẻ các bác nhá. Cái tiêu chí nó phải ngon. Ngon tức là như nào? Nó phải hay. Đấy, em đã setup toàn bộ 3 chế độ ở trong này rồi, các bác về bấm nút mode này để chọn từng chế độ mình hát thôi. Đấy, hoặc là về có thể là vặn to nhỏ của mic, to nhỏ của nhạc rất là dễ thôi. Đấy, còn về cách cắm thì cực kỳ đơn giản. Đấy, về anh cư ở thành phố Hồ Chí Minh, anh cắm mỗi cái cổng nép rai của cái con vang 3G audio này, nép rai hai cổng chính giữa nhá, có 4 cổng, 3 2 cổng chính giữa. Anh cắm dẫn xuống con đẩy. Đấy, cắm vào in 1, in 2 hoặc là in 3, in 4. Anh cắm in 3, in 4 thì anh cắm dây loa bên này, cắm in 1, in 2 thì anh cắm dây loa bên này. Rất là dễ thôi. Mấy nút gạt anh để ở chế độ ST, tức là stereo ở giữa cho em. Cái này là hãm công suất. Đấy, có thể tăng giảm công suất ở đây. Anh giảm xuống cuối cùng thì nó sẽ là công suất cao nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, chơi 4 loa thì anh sẽ cắm link từ cổng in 1 này sang out 1 này sang in 3, out 2 sang in 4 là xong. Đó, rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, đường nhạc cắm vào cổng VOD em đã căn chỉnh vào cổng VOD rồi. Đường dây mic. Dây mic cắm dây 6 ly là xong. Ok chưa? Quá chất lượng. Chất lượng âm thanh cực kỳ hay. Em thử qua cái chất âm cho các bác một chút về cái tiếng mic nha các bác nhá. Về cái tiếng mic cho các bác thử cái chất âm một chút nhá. Thử chất âm tiếng mic một chút này. Alo. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Hà Nội đó niềm tin bao hy vọng của đôi sông và ước mộng mai sau. 5 6 7. Vì sao anh nhớ em thế này? Thương như đông đầy trong lòng mắt. Alo. 4567 1 2. Quý vị đang trở lại với video test combo karaoke trị giá 10 triệu 300 cho anh cư ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi chi tiết mua hàng xin để số điện thoại hiệu audio 0374684491. Kính chúc quý vị một mùa Noel an lành và bình an. Quá chất lượng đúng không ạ? Thưa với các bác đây, tay mic của nó đây, BBS đây, hát rất là nảy tiếng. Và quan trọng này, quan trọng của con vang 1X này này, em set up cái chế độ hát revert ở trong này, hát cực kỳ hay các bác nhá. Đây này, các bác quan tâm giúp em ở trong này. Đấy, nó hay ở cái chế độ của con vang revert này. Đấy, em chỉnh cái chế độ revert này nhá, để mức 70% là revert. Đấy, revert time 70. Đó, đây các repeat echo. Quan trọng hát hay nhất là cái revert này. Đấy, set up đúng như các bác chơi âm thanh đám cưới, MC đám cưới hát cực kỳ hay, chứ còn không phải là hát tiếng echo như cái con mà vang cơ mà các bác mua rẻ rẻ đâu nhá. Đấy, những chiếc âm ly cũ ngày xưa hát echo oang 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 oang, nghe thì cảm giác ngồi ở đấy rất là oang đúng không ạ? Nghe ngoài thì không nghe rõ lời, không nghe rõ lời, lời hát không ra lời hát, cứ oang 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 oang. Đấy, chính vì thế là bên Euro vì sao là ghép những cái con vang số nó phải chất lượng các bác nhá. Vang số phải chất lượng chứ không ghép những con vang cơ. Vang cơ thì tiếng cực kỳ kém các bác nhá. Đấy, ít nhất phải là số like cơ. Còn vang cơ thì bọn em ít khi ghép lên bộ, chỉ bán lẻ thôi. Ok chưa? Chất lượng âm thanh sẽ đặt lên hàng đầu các bác nhá. Đó. Còn cái hàng bãi tuyển chọn bên Hiệu Đô thì các bác quá thừa hiểu rồi. Bộ karaoke trị giá là 10 triệu 300. Combo karaoke gửi về cho anh cư ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, xin được tạm dừng tại đây nhá. Combo karaoke về ghép loa là ok. Sau nâng cấp thoải mái, không phải đổi gì nữa. Đó, đẩy LA 4008 vang 3G 1X và mic BBS các bác nhá, thương hiệu của Đức, Nhật và Anh Quốc. Đấy, các bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0374684491 nhé. Hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em. Để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em nhé. Rồi, chào các bác ở video lần sau.